chào tất cả các bạn. Hôm nay anh em chúng tôi đang trên đường đến với thôn Bản Bó, xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Nơi đây chúng tôi được biết là có một cái thác rất là đẹp ở cửa rừng gần với thôn Nậm Ánh. Và ở đây cũng có một cái mỏ nước nóng còn rất là nguyên sơ. Sau đây xin mời các bạn theo chân chúng tôi khám phá nhé. Như vậy là anh em chúng tôi đã đến cái khu suối rồi. Và tôi đang đứng ở bên này và chúng ta nhìn thấy cái suối ở bên kia. Và bây giờ chúng tôi sẽ đi bộ sang bên đấy. Bây giờ tôi sẽ đi dọc men theo bờ suối để lên trên thác nước bên trên. Đến đây thì tiếng thác nước đã rất là lớn rồi các bạn ạ. Thác nước rất là mát các bạn, nên là ở đây tôi gặp có hai bạn nhỏ đang rất là thoải mái tắm, rất là đáng yêu luôn.
ở dưới lòng suối sâu quá rồi các bạn ạ. À, tôi không lần theo lòng suối được, bây giờ phải cắt ngang lên trên để đi theo ven ở bên trên thôi. Ôi. À, đây đang đi ven ở trên, đây không có đường. Đây là đúng là đang đi theo lần theo vết chân trâu. À, con trâu đi ngày đến lượt người. Đi dọc theo bờ suối thì nước nó sâu quá rồi và cái phiến đá rất là trơn. Và càng ngày càng lên cao dốc nên chúng tôi không đi theo cái dọc bờ suối được nữa. Và chúng tôi phải men theo cái đường mòn ở dọc hai bờ suối để lên trên đỉnh thác. Đây là các bạn nhìn cái nhánh nước chảy này. Đây có cả vết xi măng các bạn thấy không? Cái vết xi măng này là chính là cái xi măng mà bà con ở đây đổ vào đây để làm một cái lòng dẫn cái nước xuống cái ruộng bậc thang ở bên dưới. Đấy, chảy từ thác xuống. Chúng tôi nhìn thấy một cái cây chuối rừng ở bên kia nữa các bạn. Đây cái củ chuối đây các bạn. Đấy. Bên cây bên này đang có một cái bắp bi các bạn. Đây. Đâu kia kia ở trên kia. Nó hơi xa một chút để tôi sẽ zoom gần lại để các bạn nhìn thấy. Đây rồi. Đấy, bắp bi đỏ rực luôn. Đây rồi, đây có đường mòn sắt rồi. Và đây là tôi được mọi người dặn là đi cẩn thận bởi vì là hoặc là sẽ gặp cái cây lá han mà quệt phải da của người sẽ gây dị ứng bỏng. Hai là nếu không thì gặp vắt một những con côn trùng mà đi rừng mọi người rất là sợ. Con vắt nó giống như con đỉa ấy, nhưng mà nó nhỏ hơn đó. Vâng, đây rồi. Tôi đã nhìn thấy thác đây rồi các bạn ơi. Nhìn thấy thác đây rồi. Uầy. Bên này chúng tôi lên đến đây mới chỉ là bên dưới của cái thác thôi các bạn ạ. Thác ở bên này. Đây. Thác ở bên trên bên này cơ. Trong nữa chúng tôi sẽ xuống bên dưới xem. Như vậy là sau một quãng đi bộ ở dưới lòng suối và đi theo dọc hai bên suối ở trên đường rừng thì chúng tôi đã đến cái nguồn của cái suối nước nóng. Vâng, đây đây là một cái đường dẫn ra và ở đây người ta đã đặt một cái ống kẽm để dẫn cái nước nóng ở trong cái khe đá ra các bạn ạ. Để tí nữa ta sẽ nhìn kỹ. Đây ta thấy này. À, khói thì chúng ta nhìn không rõ nhưng mà đứng ở đây thì ngửi rất là rõ và sộc cái mùi lưu huỳnh lên. Và ta thấy là cái nước nó chảy ra làm trắng bám lên cái phiến đá các bạn này. À, và cái đá ở đây các bạn nhìn rõ này. Nó bám đây này. Và người ta nói là bùn khoáng thì tôi chưa rõ cái khái niệm bùn khoáng như thế nào. À, tôi sẽ lên quay ở trong cái khe kia xem là sẽ có những cái gì. Đây. Đây. Nước được dẫn đường cái ống ở trong khe này ra các bạn này. Đây. Đây, nước dẫn trong khe ra.
thấy những cái đá đây do nước chảy nó mòn và nó giọt xuống nó tạo thành những cái hình thù rất là đặc biệt này các bạn. Tôi đang đứng rất là gần cái vòi các bạn ạ, và chân tôi đang dẫm lên phiến đá ở dưới cái lòng mà nước đang chảy. Nước thì không nóng lắm đâu, ấm ấm thôi, nhưng mà cái thành phần lưu huỳnh trong nước thì khả năng là sẽ là rất là nhiều, bởi vì cái mùi rất là nồng. Đây các bạn nhìn thấy cái nước nó chảy xuống này. Ta nhìn thấy cái vỏ nước. Trước khi lên đây thì mọi người dặn là mang theo một cái can hay là một cái ca gì để đựng cái nước này về uống, còn lấy về tắm hay làm gì đấy tôi chẳng biết là uống cái nước này thì sẽ có tốt hay như nào không, nhưng mà sẵn cái chai nước lọc thì tôi đem theo để uống nước thì tôi sẽ lấy về một chai để xem như thế nào. Như vậy là sau một lúc phải đổi bên men theo đường thì chúng tôi đã đến gần đến cái chân thác rồi các bạn ạ. Đây, thác ở rất gần đây rồi. Rồi, giờ tôi sẽ đến gần thác hơn nữa để quay cận cảnh để các bạn có thể là chiêm ngưỡng thác này. Thác này thì chưa thấy đặt tên là cái gì, vì ở đây nó là cái thôn gọi là thôn Bản Bó nên người ta gọi là thác Bản Bó các bạn ạ. Đấy, nhìn từ xa rất là đẹp luôn. Và hôm nay thời tiết nắng đẹp sau những ngày mưa âm u. Phải nói là đứng ở chỗ này cảm giác rất là mát các bạn ạ. Hôm nay thời tiết lại nắng nữa. Sau một vòng chúng tôi di chuyển để lên với thác đã nóng rồi, và đến đây rất là mát, và những cái bọt nước và cái tia nước li ti nó bắn vào mặt mát cực kỳ luôn. Và xung quanh đây là rất là nhiều cây xanh, bầu trời trong xanh, một khung cảnh rất là yên bình và đẹp. We'll be right back.
Các bạn ơi, như vậy là anh em chúng tôi đã trở xuống phía dưới rồi. Và cái buổi đi lên thác hôm nay đã hoàn thành. Và bây giờ mặt trời cũng lên cao rồi. Và anh em chúng tôi tạm dừng video tại đây. Hẹn các bạn ở những video khác hay là thú vị hơn.